Cha mẹ, con trở về rồi. Người một nhà đang hóng đờ ra mà mê mẩn lại bị Giang Tử Hải cắt ngang. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn đều không quá thiện cảm. Mọi người làm sao đều nhìn mình như vậy? Giang Nhất Phàm thở dài một hơi, cuối cùng cũng ngừng bóc phốt mình rồi. Nhưng mà, chuyện của Từ Nặc Nặc và con cần phải điều tra một chút. Anh muốn thích nhất bày mưu tính kế cho vấn đề tình cảm của người khác. Con tự xưng là quân sư tình cảm. Phàm là người nghe anh ta đề xuất. Nhẹ thì cùng đối tượng mỗi người một ngả. Nặng thì cùng đối tượng trở mặt thành thù. Giang Tử Hải thành công trợ giúp rất nhiều người rời khỏi gia đình bình thường của họ. Hiện tại mọi người sau lưng đều gọi anh ta là kẻ hủy diệt tình yêu. Chẳng trách mọi người gần đây không tới tìm mình nghiên cứu thảo luận vấn đề tình cảm nữa. Hóa ra là đều thất bại rồi. Khẳng định không phải kế sách của mình không được. Nhất định là cách làm của bọn họ xảy ra vấn đề. Tên tiểu tử thối này, tự mình không có đối tượng thì cũng thôi đi, còn đem vợ của thằng cả dọa chạy mất. Sau này phải lập cái gia quy, không cho thằng bốn phát biểu bất cứ đề xuất gì. Anh bốn, ngươi ra đó làm gì vậy? Ngồi bên cạnh em đi. Giang Tử Hải lấy lại tinh thần, ngồi vào chỗ bên cạnh Giang Tiểu Ngư. Anh ngồi ở đây vậy, chỗ này gần món anh thích ăn nhất. Đây mẹ nó không phải bán quay sao? Kỳ thật Giang Tử Hải lần này trở về có mục đích khác. Hắn muốn thăm dò manh mối của vụ trộm từ trong tiếng lòng của Giang Tiểu Ngư. Nhưng hắn không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể nói bóng nói gió. Lúc này đùi gà trên bàn chỉ còn lại một cái. Trước tiên cho nó thêm cái đùi gà hòa hoãn quan hệ một chút. Anh đừng có ăn, cái này cho công chúa Ngô ăn. Tiểu tử này. À, cảm ơn. Công chúa Ngô, quan hệ bây giờ của chúng ta có phải là tốt nhất trên thế giới không? À, nếu có một ngày anh chết rồi, tôi nhất định xem quảng cáo để hồi sinh anh. Đừng nói 30 giây, 60 giây tôi cũng xem, bởi vì hai ta tốt. Thấy hai anh em tương tác, Tô Mẫn rất là vui mừng. Vẫn là thằng nắm bớt lo nhất. Không giống thằng bốn không đáng tin cậy như vậy, cũng không hề keo kiệt như thằng cả. Sau này ông đừng đánh thằng năm nữa, chúng ta làm cha mẹ, phải lấy lý phục người. Ha ha, chuyện phiền lòng mà Giang Ngũ Hồ từng làm cực nhiều luôn. Tượng Phật nhỏ ở trong căn phòng nhỏ trên mái nhà mà lão mụ thường xuyên bái. Kỳ thật ở thời điểm Giang Ngũ Hồ học tiểu học, liền bị hắn đổi thành đồ chơi siêu nhân điện quang. Bởi vì căn phòng nhỏ kia ánh sáng tương đối kém, lão mụ một mực cũng không phát hiện. Quả thực là bái siêu nhân điện quang mười mấy năm. Mẹ, vừa rồi không phải mẹ còn nói muốn lấy lý phục người sao? Đúng vậy, mẹ chính là muốn lấy lý phục người, lấy vật lý phục người. À, Giang Ngũ Hồ lại phạm sai lầm gì rồi? Vừa rồi nó gắp thức ăn, dùng tay phải. Quay, Giang gia còn có quy củ này sao? Không sao, không sao, con tiếp tục ăn. Con muốn dùng tay nào đều được. Người khác nhìn thấy Giang Ngũ Hồ bị đánh đã tập mãi thành thói quen rồi. Gần đây có một vụ án, khiến con rất đau đầu. Là vụ án gì vậy anh bốn? Giang Tử Hải đem vụ mất trộm của Dương Phu Nhân nói một lần. Chủ yếu là nói cho Giang Tiểu Ngư nghe. Nhưng mà Giang Tiểu Ngư không có bất kỳ phản ứng gì. Bởi vì cô ăn no rồi, hiện tại chỉ muốn ngủ trưa. Nó có nghe mình nói không nhỉ? Làm sao một chút phản ứng cũng không có. Giang Tiểu Ngư, đối với vụ án trộm cắp này em có ý kiến gì không? Theo tôi thấy, phạm nhân không phải là nam thì chính là nữ. Không phải là người quen gây án thì chính là người xa lạ gây án. Đồ vật sau khi bị trộm khẳng định là không thấy nữa. Tìm ra vấn đề mấu chốt của vụ án này là chìa khóa giải quyết vụ án này. Hình như nó có nói gì đó, nhưng hình như cái gì cũng không nói. Lần này anh bốn biết rồi chứ? Giang Tiểu Ngư lần trước có thể bắt được tội phạm, đơn thuần chỉ là may mắn thôi. Anh bốn, lúc ăn cơm cũng đừng nghĩ chuyện công việc nữa. Cơm nước xong xuôi em và anh cùng nhau suy nghĩ. Tôi ăn no rồi. Giang Tiểu Ngư không nói hai lời liền phải trở về ngủ trưa. Giang Nhất Phàm cũng không ăn nữa. Hắn muốn nghe được thêm nhiều thông tin của Từ Nặc Nặc và con mình từ tiếng lòng của Giang Tiểu Ngư. Giang Tử Hải cũng muốn nghe được nhiều tình báo hơn. Tại sao đột nhiên đi hết rồi? Giang Tiểu Nhiễm gần đây rõ ràng cảm thấy thái độ của mấy anh trai đối với mình đã thay đổi, hoàn toàn không hề thân mật giống như trước. Hệ thống, kiểm tra độ thiện cảm của mấy anh trai này. Giang Nhất Phàm, độ thiện cảm 50%. Giang Tứ Hải, độ thiện cảm 50%. Giang Ngũ Hồ, độ thiện cảm 50%. Làm sao giảm nhiều như vậy? Rõ ràng ta chẳng hề làm gì cả. Túc chủ, độ thiện cảm cũng là cần phải giữ gìn. Tra một chút độ thiện cảm của Trung Phản Diện Mộng Kỳ Ngạn. Mộng Kỳ Ngạn, độ thiện cảm, -50%. Mặc dù ta không thể công lược hắn, nhưng cũng đâu có đắc tội hắn. Làm sao độ thiện cảm lại còn biến thành số âm? Đây cũng quá kỳ quái rồi. Túc chủ, xuất hiện một nhân vật mới. Đề nghị sớm đi công lược. Đối với người rất có lợi đấy. Buổi chiều Tô Mẫn liền đi ra ngoài mua một cái tượng Phật mới. Đem đổi lại với siêu nhân điện quang trên tầng mái. Mình thế mà bài cái thứ này mười mấy năm. Tô Mẫn càng nghĩ càng giận, quyết định lại đi đem Giang Ngũ Hồ đánh một trận.